trận mưa hôm qua khiến nước này lại to hơn rồi, mang nước này to hơn quá nha. Tất cả biển cảnh báo đều đã có rồi. Đây là ngõ 6 Phú Quang Trung. 6 Phú Quang Trung mà ngập này chắc một số nơi khác còn ngập to hơn các bạn. Tất cả được gắn biển cảnh báo là cấm ra bao rồi.